Dạ vâng, chào các bác ạ. Là em Thành Ô Tô thì có lẽ là với chính sách hiện tại bán hàng của những chiếc xe VinFast VF34 thì chúng ta cũng có thể cân nhắc cho cái việc xuống tiền cho chiếc VinFast VF34 màu đỏ nội thất đen này. Các bác vẫn được tùy chọn màu nội thất, ngoại thất cho chiếc VinFast VF34 này nhé. Với chính sách bán hàng của tháng 9 năm 2023 thì chiếc VinFast VF34 này giá thuê pin sẽ là 710 triệu. Mua đứt pin thì chúng ta sẽ cộng thêm 120 triệu, sẽ là tổng cộng là 830 triệu các bác nhé. Và sẽ được hỗ trợ là 1 năm thuê pin miễn phí, một gói bảo hiểm thân vỏ và một gói dán phim cách nhiệt, vô cùng là giá trị đúng không ạ? Dán phim cách nhiệt là dán phim 3M, gói một cái gói 3M cơ bản các bác nhé. Thế thì chiếc VinFast VF34 này hiện tại mức giá lăn bánh xuống đường tại khu vực miền tỉnh thì đâu đó chúng ta cộng thêm vài triệu nữa thôi là ra biển rồi. Bởi vì ưu thế của những chiếc xe điện là không mất lệ phí trước bạ các bác nhé. Thế thì hiện tại với 710 triệu thì các bác sẽ được sở hữu một chiếc VinFast VF34 với những cái ưu điểm gì? Thứ nhất đó là 12 cảm biến xung quanh xe, có radar, đèn bi full LED đúng không ạ? Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, camera 360, nẹp chân kính bằng chrome, la răng nhìn rất là khỏe khoắn và thể thao. Đây, la răng là 18 inch các bác nhá. Đấy, la răng 18 inch nhìn rất là khỏe. Đấy thì các bác hình dung là với 710 triệu chúng ta được sở hữu một chiếc xe có đầy đủ cam 360, rồi là cốp điện nhé các bác nhé. Đây, nói có sách máy có trứng thì đợi em cầm cái chìa khóa của chiếc xe này phụt một chút nhé. Đây, cốp điện này, 710 triệu có cốp điện mà cốp rộng miên man thanh thang đây ạ. Đấy, E34 thì còn được trang bị thêm là cả lót sàn đây này các bác này. Đấy, dưới đây thì nó chưa được trang bị cái bộ lốp xúc cua, nhưng mà nó đã được trang bị là sạc theo xe rồi. Nó không như chiếc VinFast VF5 thì chúng ta sẽ phải mua sạc rời. Đấy, các bác nhìn này, nút bấm mở cửa này. Bên trong nội thất thì chiếc xe được trang bị màn hình giải trí rất là to, rộng rãi. Trang bị được ga tự động cruise control, tăng giảm âm lượng, điều khiển bằng giọng nói, rồi là rảnh tay nghe cuộc gọi, đèn tự động. Đấy, đèn tự động auto hết các bác nhá. Đấy, gạt mưa cũng tự động luôn. Đấy. Đây, nội thất bên trong đây. Điều hòa thì mát rượi. Đấy, hàng ghế 2 thì ngồi rộng thanh thang miên man và có cửa gió cho người ngồi hàng ghế thứ 2. Có cửa gió điều hòa cho người ngồi hàng ghế thứ 2 các bác nhé. Đấy, cánh cửa đóng rất là chắc chắn đúng không ạ? Về tôn vỏ của VinFast thì các bác không phải bàn cãi về chất lượng của tôn vỏ của chiếc VinFast VF34 này rồi. Đấy, cảnh báo điểm mù tích hợp trên gương. Đấy, quá là nhiều cái tính năng trên một chiếc VinFast VF34 đạt tiêu chuẩn Asian NCAP 4 sao các bác nhá. Đây, bác có thể nhìn qua các cái thông số đây ạ. Dài nhân rộng nhân cao là 4m3 nhân với 1768 nhân 1613, chiều dài cơ sở lên đến 2m610mm. Công suất cực đại là đạt 110kW, tương đương với 147 mã lực. Mômen xoắn cực đại đạt 242 Nm. Quãng đường đi được trên một lần sạc đầy là khoảng tầm 314 km. Thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10 đến 70% là 27 phút. Trang bị 6 túi khí nha. Trang bị 6 túi khí, cảnh báo mở cửa vân vân. Đấy, đèn pha LED tự động bật tắt, la răng hợp kim 18 inch. Cửa sổ chỉnh kính, cửa sổ chỉnh điện tự động lên xuống một chạm toàn bộ 4 cửa. Bảng đồng hồ thông tin điện tử là 7 inch, màn hình giải trí là 10 inch. Đấy, các bác nhìn nhá, xe rất là LED luôn. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe VinFast VF34 với chính sách bán hàng tháng 9 vô cùng là ưu đãi hấp dẫn này thì các bác hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Vâng, với một mức giá 710 triệu cho một chiếc xe được trang bị rất là nhiều công nghệ và option thì chúng ta cũng rất là xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra chúng ta trang bị các bác nhé. Đặc biệt là trong chương trình tháng 9 này, chúng ta được tặng thêm 1 năm thuê pin miễn phí, tặng thêm một gói bảo hiểm thân vỏ và tặng thêm một gói dán phim cách nhiệt 3M cơ bản các bác nhé. Đấy,
An Thành Auto hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Chỉ cần các bác nhấc máy gọi ngay cho An Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958. An Thành Auto sẽ phục vụ tận chân giường cho các bác. Các bác chỉ cần book máy và gọi cho An Thành Auto, còn mọi việc còn lại là cứ để An Thành Auto lo nhá. Còn bây giờ thì An Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.